Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 1 tháng 6 năm 2022, thị trường lúa hè thu tiếp tục bình ổn. Giá lúa hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục bình ổn, giao dịch lúa hè thu bắt đầu nhiều hơn. Các cánh đồng lúa hè thu sớm tại Long An, Đồng Tháp đã bắt đầu thu hoạch, nhu cầu lúa khô ổn định. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đến thời điểm này, số diện tích lúa hè thu 2022 xuống giống sớm, nông dân đã cho thu hoạch được gần 40.000 ha, tập trung ở các huyện Tân Hưng, Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường, sản lượng gần 210.000 tấn. Năng suất giá bán trung bình so với cùng kỳ, tuy nhiên do giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao nên nông dân thu lợi nhuận thấp. Anh Nguyễn Văn Lâm, nông dân xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng cho biết, 2 hecta giống lúa OM18 của gia đình mới cho thu hoạch cách đây vài ngày bán được giá 5.800 đồng một ký, bằng so với cùng kỳ năm trước, 2 hecta lúa của gia đình cho lợi nhuận hơn 15 triệu đồng. Giá lúa cụ thể tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 5.800 đến 6.000 đồng, nếp An Giang 5.600 đến 5.800, OM380 5.500 đến 5.600, IR50404 giá 5.400 đến 5.600, nàng hoa chín 5.800 đến 5.900, đài thơm 8 5.900 đến 6.000 đồng, OM5451 5.600 đến 5.700, OM18 giá 5.700 đến 5.900, lúa Jasmine 5.800 đến 5.900, lúa khô IR50404 6.200 đến 6.500, lúa khô OM5451 6.600 đến 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM5451 giá 5.400 đến 5.700, IR50404 là 5.400 đến 5.700, VNR20 5.600 đến 5.800, lúa DS1 6.500 đến 6.700, OM4900 5.800 đến 6.000 đồng, OM18 là 5.700 đến 5.900, lúa Tài Nguyên là 6.900 đến 7.000 đồng, RVT là 7.000 đến 7.200 đồng, lúa ST24 là 7.400 đến 7.600, lúa ST25 là 7.500 đến 7.700 đồng. Tại Cần Thơ, giá lúa hè thu sớm IR50404 là 5.100 đến 5.200, OM5451 là 5.400 đến 5.600, OM18 là 5.700 đến 5.850 đồng, đài thơm 8 là 5.700 đến 5.900. Tại Đồng Tháp, giá lúa hè thu sớm OM380 5.500 đến 5.600, OM18 5.800 đến 6.000 đồng, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000, OM5451 là 5.500 đến 5.700, IR50404 là 5.500 đến 5.600, nếp vỏ tươi Long An 5.500 đến 5.600. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR50404 5.500 đến 5.600, OM380 5.600 đến 5.800, OM18 5.800 đến 6.000, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000, OM5451 là 5.500 đến 5.700, Jasmine là 5.800 đến 5.900, nàng hoa là 6.000 đến 6.100, VNR20 5.600 đến 5.800, nếp tươi Long An 5.500 đến 5.700, lúa Nhật Japonica là 6.400 đến 6.600, lúa khô IR50404 là 6.600 đến 6.800, lúa khô IR50404 6.200 đến 6.500, lúa khô OM5451 6.600 đến 6.900, lúa khô OM18 đài thơm 8 là 7.100 đến 7.500 đồng. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 5.800 đến 6.100 đồng, IR50404 giá là 5.500 đến 5.600, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng nha bà con. OM5451 là 5.500 đến 5.700, OM18 là 5.800 đến 6.000 đồng, ST24 từ 7.200 đến 7.800. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Xin cảm ơn và xin kính chào.